Hello, hello cả nhà. Hôm nay Eric mới trở lại với Let's Kick It Talk Show. Hôm nay mình có hai trận rất là hấp dẫn. Và sau lưng của Eric là anh Mai Thi Thế và bé Danny Huy Lê. Xin mời anh Thế và Huy có vài lời với các người bạn của mình. Dạ, một lần nữa xin được cảm ơn quý vị cũng như xin dành lời chào đến khán giả đang trở lại theo dõi với chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện cùng với Danny Huy Lê, anh Thế cũng như là anh Hiệp. Chúc hy vọng quý vị đã có một ngày theo dõi bóng đá thật là vui và nhiều sức khỏe. Xin được gửi lời chào đến Thế. Mai Thiên Thế xin gửi lời chào đến quý khán thính giả của chương trình Let's Kick It do Cinema Studio thực hiện. Nghĩ là hôm nay có người thay bỏ áo trắng mặc áo đỏ và cũng không phải cái đồ mà mình đã là fan cứng. Nó gọi là fan cứng thì phải là sao anh Thế? Cái ý nghĩa của fan cứng là nó như thế nào? Fan cứng là cho dù có thua hay là họ thi đấu như thế nào mình cũng vẫn chung thủy, lúc nào cũng ở bên cạnh, cho dù là chiến thắng hay là thất bại. Nhưng mà đôi khi cứ nói là fan cứng nhưng mà lại cứ có gì đó nó thay đổi thì không tự biết nhiên là thay liệu đổi, liệu tự liệu nhiên cái thay đổi cái áo đỏ là sao, cái sự yêu thương, cái lòng trung thành đó nó có thể hiện như thế nào không? Dạ, thật sự thì cái này hôm nay là tuyển Tây Ban Nha thắng nên mặc áo Tây Ban Nha, nhưng mà thật sự là cái này là đang gửi lời đến anh Hoàng Vũ Phong. Tại vì anh Hoàng Vũ Phong là show kỳ trước có Danny thì anh Hoàng nói là em mặc áo tuyển Anh đi, để biết đâu qua vòng sau không có mặc nữa. Thì hôm nay là mặc dù là tuyển Anh đã vào vòng sau nhưng em cố tình cũng không mặc ngày hôm nay. Show ngày hôm qua thì Mai Thi Thế có bằng áo Tây Ban Nha, hồi sáng này cũng đội án bằng áo đội tuyển Tây Ban Nha. Thì không phải như cái dớp của những kỳ Euro hay World Cup trước mà bằng áo đội nào thì đội đó thua trận. Nhưng một số bạn bè có chọc, nhưng diễn biến của hai trận đấu Anh và Georgia, hay là mọi người có thể gọi là Georgia, hay đội tuyển Tây Ban Nha và Georgia và đội tuyển Anh và đội tuyển Slovakia, thì đã đem tới cho giới mộ điệu hai trận banh mà có thể nói là nếu ai ủng hộ đội tuyển Anh thì có thể là thoát tim. Thì chắc có lẽ là không phải một trận banh mà mọi người phải chờ đến những giây cuối cùng để có cái bàn thắng quân bình tỷ số, trong cái sự tỏa sáng và cái sự nỗ lực không mệt mỏi khi các tuyển thủ của đội tuyển Anh đã vào từ băng ghế dự bị. Và các thật ra là vào hiệp 2, vào giữa cuối của hiệp 2 thì đội tuyển Anh có vẻ chơi khởi sắc hơn. Và trong cái khó thì nó ló cái hay. Thì khi mà thấy Saka từ vị trí tiền đạo biên phải mà về đá cho hậu vệ biên trái, thì thấy cái biên trái nó vận hành nó thanh thoát hơn. Và cái lối chơi của đội tuyển Anh nó vận hành tương đối trơn tru hơn. Và khi họ có những đường tấn công rất hay, nhưng vẫn không có thuyết phục được người hâm mộ, người mà đã yêu đội tuyển Anh, chờ đội tuyển Anh, một đội bóng có cái giá trị lên tới 1,5 tỷ bảng để có những cái trận cầu cống hiến. Nhưng mà nói gì thì nói thì cái sự thay người và sự điều chỉnh cũng tương đối là cần thiết và hiệu quả so với những gì đội tuyển Anh đã thi đấu trước đây, phải không Huy? Dạ. Trận đấu giữa Anh và Slovakia thì nó có phải nói một những cái diễn biến nó hoàn toàn giống gần như là 100% giữa trận Thụy Sĩ và Ý ngày hôm qua, khi mà Ý có thể là được đội là đánh giá cao hơn nhưng mà vào trận là Thụy Sĩ ép sân hoàn toàn và có bàn thắng trước. Cũng y như ngày hôm nay, đội tuyển Anh có thể làm đội bóng được đánh giá cao hơn trước khi vào trận đấu, nhưng Slovakia lại nhập chuột rất là tốt, đè bẹp tuyển Anh hoàn toàn và cũng có bàn thắng sớm luôn. Nhưng một cái phải nói là một may mắn ngày hôm nay là tuyển Anh đã không lủng lưới bàn thứ hai. Mặc dù khi mà Danny theo dõi bóng đá, vì sao Danny hay để ý đến những cái thông số chiến thắng 2-1, nhưng cái expected goals
giữa Anh và Slovakia thì tuyển Anh hôm nay chỉ có 1.61 mà tuyển Slovakia tới 2.01 lận. Nghĩa là đáng lẽ ra tuyển Slovakia phải ghi được hai bàn và tuyển Anh thì chỉ có thể ghi được một bàn thôi. Nhưng mà rất là nhiều tình huống may mắn, như là một tình huống mà chúng ta có thể nhớ vào hiệp 2 khi mà các tuyển Anh ngủ gục thì một đường chuyền về thì tiền vệ của Slovakia sút rất là xa và Pickford đã lên cao hoàn toàn rồi, anh không về kịp nhưng mà bóng lại đi chệch gang tấc. Thì nếu mà cái bóng đó, quả bóng đó mà là 2-0 thì số phận tuyển Anh chắc chắn 100% là y như tuyển Ý thôi. Ngay cái tình huống trước đó thì thủ môn Pickford có vẻ chơi bóng mà mới có một mới có tỷ số 1-0 nhưng mà thời gian còn rất dài, nhưng mà thấy lúc đó Pickford như là bợp chợp, cái nó ra vô mà mình ngồi mình xem mà thấy có cái điều lạ. Rồi lúc đó là có nói với là các anh xung quanh là nói ngày nay mà ở vị trí mà khoảng 60 mét thì thủ môn ra xa thì đôi khi đối phương họ tận dụng, họ có những cái đường rót bóng bổng vào, mà nếu may mắn ngay giữa cầu môn thì chắc có lẽ tỷ số 2-0 coi như là đã tuyển đội tuyển Anh về nước rồi. Nhưng mà trong một cái ngày mà khi mà vào trận đấu thì là đội tuyển Slovakia họ tận dụng cái sự đá thấp và trong lúc vẫn còn đá để thăm dò thì họ lại tấn công, và cái thẻ vàng đầu tiên của Guehi đã cho thấy đó như là một tiếng chuông cảnh báo là đội tuyển Anh sẽ nhận được những cái đường phản công như vậy. Và khi Guehi đã bị thẻ vàng đầu tiên thì trái banh một miếng phối hợp bổ mặt ngay trung lộ của đội tuyển Anh thì mình thấy rõ ràng là Guehi không dám tác động vào, tại vì nếu tác động vào thì sẽ bị thẻ vàng thứ hai, thì anh có thể dè dặt anh vào trái banh đó, anh không có ập sát vào thì là bàn thắng đã đến với đội tuyển Slovakia. Không phải là đội tuyển Slovakia họ có một cái đội giá trị đội hình mà rất thấp so với đội tuyển Anh, nhưng mà họ thi đấu rất hay. Đội tuyển Anh thì chắc có lẽ tới giờ này thì mọi người cứ nói là đúng nghĩa là hổ giấy, rất rất đúng, tại vì đội tuyển Anh là những cầu thủ rất là tên tuổi số má nhưng mà ở câu lạc bộ, và đội tuyển lúc nào cũng như vậy, nhưng mà cách đội tuyển Anh thể hiện như vậy cũng vẫn không có làm ấm lòng được những người mà đã yêu thích cổ vũ cho đội tuyển Anh. Nhưng vẫn đâu đó những khoảnh khắc của ngôi sao, khoảnh khắc mà quý vị cứ trông chờ, cứ nghĩ là chỉ còn 20-30 second nữa là kết thúc trận đấu, nhưng mà một đường lên bóng ở bên biên phải, Guehi từ vị trí trung vệ lên truyền hai cho Bellingham một cú bicycle kick. Mà khi quý vị mà có xem Real Madrid thi đấu thì thấy là Jude Bellingham vẫn ghi những bàn thắng viết quyết định ở những phút cuối để đem lại chiến thắng, thì một lần nữa là Bellingham tỏa sáng. Mặc dù trong một trận đấu vừa qua Bellingham thi đấu không có thánh thoát mấy, anh giữ bóng rất nhiều, bị mất bóng trong lúc tấn công, anh không có ban bật nhanh để di chuyển mà anh cứ cầm bóng chơi, cứ qua người thì cứ bị cản phá, và hầu như là đội tuyển Slovakia đã bắt bài được. Nhưng vẫn đâu đó kết quả của trận đấu cho thấy rằng đội tuyển Anh họ vào vòng trong với một chiến thắng, nhưng mà cũng để lại nhiều cái dấu hỏi để cho mọi người có nghĩ rằng là một ứng cử viên chức vô địch thi đấu như thế liệu có thể vào vòng trong được hay không, thắng trước một đội thụy sĩ rất là hừng hực, trận mà một cách rất là vất vả, nhọc nhằn, vất vả, nó gọi là từ bắt đầu vất vả. Không, đợi tới gần còn có một phút yeah. ba mươi giây còn giây chưa tới một phút yeah. Mới gỡ lại được trời. Nếu trọng tài sau 30 giây đó chắc trọng tài cũng cho thêm dài khoảng 30 second nữa, nhưng mà chiến thắng hú vía quá. Nhưng mà đội tuyển Anh thực sự vùng dậy khi mà vào đầu hiệp cũng có một bàn thắng bị từ chối. Đầu hiệp phụ. Khi mà đầu hiệp 2 thì tuyển Anh cũng có một bàn thắng sớm nhưng mà bị từ chối. Nhưng mà chắc có lẽ là thấy Phil Foden vẫn cộng một cầu thủ hay của Premier là một cầu thủ hay thiệt.
nhưng mà anh không còn là chính mình khi mà anh vào đội tuyển Anh. Nhưng mà ngược lại, khi Phil Foden ra, các cầu thủ dự bị vào lại thi đấu thánh thoát hơn. Palmer thi đấu ở biên phải ngay chỗ vị trí của Saka thì thấy vẫn hay hơn. Chắc có lẽ là sau trận đấu này nên ông huấn luyện viên Southgate nên mạnh dạn thay đổi đấu pháp và con người làm sao cho phù hợp. Chứ một trước một Thụy Sĩ rất là hừng hực như vậy, thi đấu rất là tổ chức và kỷ luật, và các cầu thủ họ hầu như là họ đã hiểu, mà nói về cái độ lì lợm kinh nghiệm chưa chắc được các cầu thủ đội tuyển Anh đã bằng đội tuyển Thụy Sĩ, nên một trận đấu rất khó khăn phía trước đang chờ đội tuyển Anh. Liệu ông Southgate có thể rút được bài học kinh nghiệm của các trận vừa qua? Nhưng dù sao đi nữa, một chiến thắng cũng vừa đủ để đưa đội tuyển Anh vào tứ kết, thì mình cứ chờ xem. Thì thấy Danny Huile có bộ hứng thú hơn, hăng say làm việc hơn, hỏi là sao vậy mà cứ cười đó. Thắng Huy giải thích đi, thắng có quyền. Không thì là em đã luôn là anh này vẫn luôn là một fan của tuyển Anh. Đến phút 95 thì đang chờ đợi tiếng còi kết thúc để mà lên xả stress với rớt xuống giường mà sao ghét có rớt xuống giường Huy. Dạ, cú sút của Bellingham thì quá đẹp. Hên ha. Dạ, dù sao thì hay còn với hên chứ. Slovakia rất đáng tiếc, phải nói rất đáng tiếc cho Slovakia. Họ đã làm tất cả đều đúng hết, nếu mà so về một trận bóng đá chuyên nghiệp, tất cả Slovakia làm ngày hôm nay đều chính xác. Và chỉ có một chút xíu thiếu may mắn và vẫn phải kể đến, đó chính là yếu tố ngôi sao. Và dù sao thì tuyển Anh vẫn trên băng ghế dự bị của họ vẫn nhiều cầu thủ chất lượng hơn, và đó điều đó đã được minh chứng ngày hôm nay khi mà Phil Foden ra rồi Trippier ra thì thay thế vào Saka kéo xuống hậu vệ biên trái, rồi Eze vào thay cánh bên trái, rồi Phil Foden được thay ra cho Ivan Toney vào cánh bên phải. Thì khi Phil Foden ra, Danny vẫn cảm giác là Phil Foden và Jude Bellingham rất là bị giẫm chân nhau. Khi mà Phil Foden ra thì ngay lập tức Jude Bellingham lại có những khoảng trống, và trong một tình huống cuối cùng đó, cái khoảng trống đó lại là tạo nên cái bàn thắng cho anh. Thì có lẽ như anh Thế đã nói, Southgate nên mạnh dạn thay thế Phil Foden ra, sắp xếp nhân sự lại trở lại một lần nữa. Và chưa kể là ở trận sau thì cũng sẽ thiếu vắng cái người hậu vệ đang đá rất là tốt, đó là McKelvey, bởi vì anh đã bị phạt thẻ vàng. Thì đây sẽ là một số những cái chắc chắn sẽ có sự thay đổi về nhân sự. Thì hy vọng trận gặp Thụy Sĩ thì tuyển Anh vẫn hy vọng là fan thôi. Tất cả những diễn biến trên sân thì vẫn phải chờ đợi những diễn biến trên sân. Có hai điểm sáng mà ở trận đấu này là mình thấy cái ông mạnh dạn khi mà ông để Trent Arnold ra và ông sử dụng Manu. Manu vào thì thấy Manu là một cầu thủ trẻ nhưng mà lần đầu tiên thi đấu đội hình chính, nhưng mà thi đấu rất hay và tâm lý rất là thoải mái, không sợ sệt. Thi đấu như là các cầu thủ mà đã từng thi đấu nhiều lần cho đội tuyển. Và một điểm sáng nữa là khi lấy Phil Foden ra, đội tuyển Anh thật sự họ thi đấu nó thánh thoát hơn. Không phải là Phil Foden dở, nhưng mà nó có một cái gì đó, nó thi đấu cái đất diễn của Phil Foden với lại cái đất diễn của Bellingham, nó hình như nó cứ chạy bị trùng nhau. Đúng rồi. Nên, cứ thấy cứ hai người hai người liên tục mà không có đi đâu. Cứ hai người mà cứ một cái khoảng trống hay là một cái lối đá nó tương đối hơi giống nhau thì bị như vậy. Nên chắc có lẽ là tay ngang như mình còn thấy được, không chi là các ban huấn luyện cũng như huấn luyện viên Southgate, thì liệu ông có mạnh dạn hay không. Thì chắc có lẽ mình sẽ lướt nhanh qua trận đấu Tây Ban Nha. Thì nếu mà trận đấu Tây Ban Nha thì chắc kết quả thì như mọi người nghĩ rằng là cái sức mạnh của Tây Ban Nha hoàn toàn có thể đè bẹp đội tuyển Georgia. Và cái
bàn thắng dẫn trước của đội Georgia là mọi người hay gọi là Georgia, thì đó cũng là một cái miếng mà phản công thương hiệu mà đội Georgia đã để lại ở trước trận đấu với lại đội tuyển Bồ Đào Nha. Nhưng mà một đội tuyển Tây Ban Nha bản lĩnh hơn, thi đấu với sự dẫn dắt của Rodri, và mọi người thấy rằng là cái đôi cánh của đội tuyển Tây Ban Nha rất là dễ sợ. William bên trái và Zaman bên phải thi đấu rất hữu hiệu, và ở giữa thì có Fabian Ruiz thi đấu quá hay. Trong một ngày coi như bàn thắng bị thua trước, nhưng mà mình phải công nhận là mình phải cho một cái điểm cộng cho đội tuyển Georgia, mặc dù ở hai lượt trận ở ngoài vòng qualify họ đã thua, nhưng mà khi được vào tới ở trận knockout vòng 16 như vậy họ thi đấu, mặc dù thua 1-4 trước đội tuyển Tây Ban Nha hừng hực như vậy, nhưng mà đội tuyển Georgia vẫn về và được sự đón nhận, được sự yêu thương của người dân trong nước cũng như tất cả các fan hâm mộ mà yêu đội tuyển trên toàn thế giới này. Họ về vẫn tư cách là một đội banh mà đến giờ này vẫn để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người xem, thì không còn gì để đáng chê nữa. Trước một đội bóng nhỏ mà dưới đội tuyển Tây Ban Nha gần như là gần hơn 60 bậc, nhưng mà thi đấu một trận banh quá hay, mà thế nghĩ rằng họ về nhưng mà vẫn ngẩng cao đầu thôi. Dạ, một trận đấu thể hiện là tinh thần của Georgia hoàn toàn không có sợ sệt khi mà họ vào sân vẫn với một cái lối đá, một cái tinh thần cũng như là một cái những bài chiến thuật đã được định sẵn để có thể ít nhất là cầm cự với tuyển Tây Ban Nha. Và rõ ràng cái bàn thắng mở tỷ số rất bất ngờ. Nhưng nhìn lại tuyển Tây Ban Nha thì trận đấu này đã tới lúc họ cầm bóng tới 80%. Thì khi mà cầm bóng nhiều như vậy, và một lần nữa khi mà chúng ta theo dõi những cái kết quả, nhìn vào cái hiệu suất mà bàn thắng kỳ vọng, thì chúng ta sẽ thấy thật sự cái bàn thắng phản lưới nhà của Tây Ban Nha đúng là tai nạn. Khi mà Georgia hoàn toàn là nguyên một trận đấu thì họ chỉ tạo ra cái expected goal là chỉ có chấm không mấy thôi. Thì cái bàn thắng nó cũng rất là may mắn. Nhìn về Tây Ban Nha thì hai đôi cánh của họ phải nói đặc biệt ấn tượng với Nicole Williams. Là một cầu thủ mà đã mùa bóng năm nay anh cũng giúp câu lạc bộ Athletic Bilbao giành chiếc cúp Copa del Rey, một chiếc cúp một chiếc cúp mà đa số là chúng ta hay thấy là hoặc là Real Madrid, hoặc là Barcelona, hoặc là Atletico Madrid. Cúp nhà vua đó. Dạ đúng rồi, năm nay thì lại là Athletic Bilbao, và Nico Williams là một trong những cầu thủ đầu tàu của đội bóng này. Và chưa kể bên kia đó là măng non của Barcelona, Yama thì quá tốt. Mặc dù anh Thế có nhận xét về Yama cũng rất là thú vị. Yama thì chắc có lẽ rằng mọi người xem đều có cái nhìn là Yama đi bóng hay, đột phá hay, nhưng mà Yama hình như là sở trường là chỉ có chuyền bóng chứ kết thúc thì vẫn chưa được. Kết thúc có những đường bóng ngon ăn nhưng mà không có những cú sút uy lực, hay là cái thước ngắm của Yama nó hơi có chệch choạc sau đó. Nên chắc có lẽ là sau trận đấu này thì Yama nên tập sút nhiều hơn, hay là có những cái đường cứ lòng mà qua bên kia. Những cái tình huống đó thì trong một trận đấu mà bỏ lỡ như vậy thì đôi khi nó làm cho cái tâm lý của mình nó không thoải mái lắm. Nhưng mà dù sao đi nữa, đội tuyển Tây Ban Nha cũng như mọi người đánh giá thì là cửa trên, ông lớn, thì không có gì không có gì khó. Mặc dù có bàn thắng bị thua trước khi mà một đường phản công như đặc của đội tuyển Georgia, và khi tiền đạo tạo áp lực cho đằng trước mà một cú lật ngang qua thì máng vào người, đó cũng một lần nữa một bất ngờ thôi nữa. Bất ngờ thôi, nhưng mà bản lĩnh hơn, họ thi đấu hay hơn, làm chủ trận đấu, thì bàn thắng đến với họ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nên một chiến thắng đưa Tây Ban Nha vào một trận tứ kết trước đội chủ nhà, đó là một trận đấu mà mọi người nghĩ rằng đó là một trận chung kết sớm.
Thì rồi chắc có lẽ ngày mai. Ngày dạ. mai rồi, rồi. Thành đang định nói là ngày mai đó Belgium với Pháp á là wow. Đây là một trận đấu mình hay nhớ nha. Chắc cái mời Eric có rồi rồi rồi. Yeah, ngày mai thì sao? Em ngày mai hả? Ngày mai Belgium sẽ thắng đó. Ngày mai Belgium thắng thì là cũng có cái sợ. Nhẹ nhẹ thôi. Thế đúng rồi. Mặc dù là đội tuyển Pháp là được đánh giá là nhỉnh hơn, chấp nửa trái banh. Chấp nửa trái banh thì là đội tuyển Pháp là nhỉnh hơn rồi. Thì với một dàn hảo thủ như vậy nhưng mà họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Vẫn có đâu đó cái sự xáo trộn ở trong phòng thay đồ hay là cái cách ông sắp đội hình mà các cầu thủ cũng vẫn có tiến qua tiến lại. Và đôi khi trong những lúc như vậy thì huấn luyện viên nên động viên các cầu thủ vẫn hay hơn là cứ chê trách. Đôi khi nó một trận đấu nó không phải là đem tới cái điều gì mà to lớn lắm, nhưng mà đôi khi huấn luyện viên trong những lúc mà ông bức xúc thì mình nên dành những cái lời nói hay cho các cầu thủ của mình hơn là những lời chê trách. Thì cái sự xung đột mà lời qua tiếng lại của De Gea với lại Camavinga, hay là ông loại công thần một cầu thủ mà của ông rất là yêu thích ở trận đấu thứ ba, đó là Griezmann trên băng ghế dự bị, và cái sự sắp xếp trên tiền đạo mũi nhọn, Manchester thấy rằng là Marcus Thuram vẫn con trai của huyền thoại Thuram William vẫn không phải là mẫu cầu thủ mà đá trung phong cắm hay là tiền đạo mũi nhọn, nên để vị trí đó cho Giroud. Mặc dù Giroud là cầu thủ 37 tuổi nhưng mà anh thi đấu ở ngay vị trí đó, anh tì đè, anh kéo người tạo khoảng trống cho Griezmann, hay là có những không chiến, những pha phong chiến của Giroud rất là hữu hiệu hơn là để Marcus Thuram, mà anh có cái hướng thi đấu một trung phong cắm mà anh lại di chuyển nhiều ra ở ngoài cái biên trái thì sẽ hơi bị giẫm chân vào cái chỗ của Mbappé. Mbappé thì chắc chắn là đá không vị trí trung phong cắm không hiệu quả bằng cái tiền đạo biên trái đúng sở trường của anh rồi. Thì liệu với một dàn hảo thủ như vậy, với sự cơ động của Kante và tiền vệ công Rabiot, mà một người quý vị thấy rằng thi đấu rất là đồng đội, thay vì những cái đường anh ích kỷ chút xíu anh sút vào lưới thì anh lại truyền ngang qua cho Griezmann, hay là Kante vẫn có những đường truyền dọn chỗ cho Griezmann, nhưng mà trong một cái thời điểm mà Griezmann vẫn chưa có hiệu quả trong cái khâu ghi bàn, chưa có tạo được cái tài khoản ghi bàn của mình trong cái giải này, thì liệu có thể là Griezmann, cái duyên ghi bàn của anh và cái sự tỏa sáng của anh trong những giải gần đây có thể đem đến một chiến thắng cho đội tuyển Pháp với đội tuyển Bỉ hay không? Ngay khu vực giữa sân đó là vẫn là mọi người vẫn trông chờ cho cái một bên là đội tuyển Bỉ vẫn có sự dẫn dắt của De Bruyne, và bên kia vẫn là các dàn tiền vệ mà sự cơ động của Kante, Rabiot và người dẫn dắt lối chơi chắc có thể là Griezmann. Thì liệu có một trận đấu đem tới một chiến thắng như là đội tuyển Pháp đã từng thắng đội tuyển Bỉ ở trong cái giải World Cup vừa rồi hay không? Vẫn các con người đó vẫn còn, nhưng làm sao lối chơi của đội tuyển Pháp cho đến giờ này thuyết phục được giới thượng ngọn vẫn là một dấu hỏi lớn. Huy, dạ, mời em. Dạ, trận Pháp Bỉ thì nếu mà anh Hiệp có nhận định là có thể là vui thôi, nhưng mà nếu mà nhận định Bỉ có thể thắng là hoàn toàn cơ sở, bởi vì Pháp thì cái hình thế của Pháp ở vòng bảng nó cũng giống, hơi khá là giống với Ý và Anh, thì rõ ràng Ý đã bị loại và Anh thì hút chết, và phải nói là quá may mắn, huấn luyện viên Southgate là quá may mắn ngày hôm nay. Cho nên nếu mà ngày mai chúng ta nhìn vào, thứ nhất chúng ta phải nhìn vào đội hình ra sân,
Bởi vì khi mà nhìn vào đội hình ra sân thì sẽ nắm được một số cái chiến thuật cũng như là cái cách dùng người của ngày hôm đó. Thì nếu mà một huấn luyện viên Deschamps vẫn sẽ bảo thủ như cái cách mà Southgate hoặc là huấn luyện viên tuyển Ý bảo thủ, sử dụng những cái đội hình giống như ở vòng bảng mà không có thuyết phục, thì hoàn toàn có cơ sở để tuyển Bỉ có một trận đấu hay hoặc là trên phong độ để giành chiến thắng. Và Bỉ thì mặc dù cái vòng bảng cũng thi đấu rất là không có hiệu quả, nhưng trận thua Romania nếu mà nhìn về số cơ hội cũng như là số expected goals thì đội tuyển Bỉ hoàn toàn trên cơ. Và nếu Lukaku có khả năng may mắn không có bị VAR kéo lại nữa, đừng có giật mình ghi bàn thắng mở tài khoản của mình trong cái mùa bóng năm nay, thì khả năng tuyển Pháp bị upset là hoàn toàn có khả năng. Nếu mà Pháp mà thua Bồ Đào Nha cũng không phải là một cái cơn địa chấn gì hay là upset gì, tại vì ngày mai Upamecano sẽ cẩn thận trước một Lukaku. Tới thời điểm hiện tại mà Matthew nghĩ rằng là tiền đạo mũi nhọn, trung phong cắm, tới giờ này cũng vẫn chưa ai mà tì đè, làm tường, hiệu quả, chạy chỗ, kết thúc hay bằng Lukaku. Tới lúc này, nhìn nhận mà nói là Lukaku anh kém duyên thôi, nhưng Lukaku vẫn là một mẫu tiền đạo trung phong cắm rất hay. Thì những gì mà Upamecano là thường hay bị mắc lỗi và dẫn đến phạt đền ở trong vòng cấm thường xảy ra ở Bayern Munich vẫn cho thấy rằng là đó vẫn là những gì mà đội tuyển Bỉ có thể là tận dụng được, hay là Saliba vẫn một cái giải đầu tiên mà được đá chính như vậy, chắc có thể rằng khi gặp đối thủ yếu hơn thì cho thấy đội tuyển Pháp lấn lướt, mà một đối thủ mà 1-8, 1-10, 1-9, 1-10 với đội tuyển Pháp như vậy thì một trận đấu mà mình tới nghĩ rằng có thể là kéo vào hai hiệp phụ rất khó cho đội tuyển Pháp mà dễ dàng thi đấu là một đội banh cửa trên trước một đội tuyển Bỉ mà dày dạn kinh nghiệm, mặc dù cái lực lượng thế hệ vàng của họ vẫn còn vài người thôi, nhưng mà kinh nghiệm thi đấu và ông huấn luyện viên Tedesco vẫn cho thấy rằng họ cũng thấu hiểu được lối chơi của đội tuyển Pháp, mặc dù đội Mbappe đã hoàn toàn không hoàn toàn gì nhưng mà chấn thương tương đối là đã nhẹ bớt, thì là mặc dù thi đấu với là cái chiếc mặt nạ của mình, Mbappe chắc cũng vẫn khó khăn khi mà đội tuyển Bỉ sẽ biết được lối chơi của đội tuyển Pháp như thế nào. Và trong một ngày mà đội tuyển Bỉ là một đội bóng cửa dưới thì cũng rất khó cho đội tuyển Pháp để có được một chiến thắng trong hai hiệp phụ, trong hai hiệp chính. Thì Matthew nghĩ rằng trận đấu này sẽ kéo tới 120 phút và có thể là giải quyết trên 5 trái phạt đền luân lưu. Thì mọi người cứ chờ xem, đây là cũng một trong những trận đấu hay, và mình sẽ đi qua cái trận đấu mà mọi người rất trông chờ là CR7 của đội Bồ Đào Nha. Nếu mà ngày mai mình sẽ gọi thêm thằng bạn của mình đó. Nó rất yêu fan cùng, anh Bảy, cùng. Nó rất yêu anh Bảy. Để coi ngày mai nó sẽ nói như thế nào. Ok, mình tiếp tục cái trận Portugal. Ngày mai thì Portugal chấp 1.5 là chắc có lẽ là trên quá trời. 1.5 mà vô tới cái dòng knockout này thì chắc thiên hạ mà yêu Bồ Đào Nha cũng vẫn không dám nghĩ một kết quả khả quan mà ăn hai trái banh trước đội tuyển Slovenia. Mà cách đây mấy tháng là Slovenia mặc dù là trận giao hữu, nhiều người nói trận giao hữu không nói lên được điều gì, biết đâu là một trận thua có để nó vẫn hay hơn, để cho huấn luyện viên của mình thấy được có sự điều chỉnh, có rút ra được kinh nghiệm hay không. Thì ở những cái trận đấu giao hữu như vậy, nhưng mà một Slovenia thi đấu rất hay và thi đấu rất kiên cường, khoa học trong phòng ngự và thi đấu rất là tổ chức, có những đường lên bóng và những cú sút xa đầy uy lực.
đã làm khó đội tuyển Anh ở lượt trận cuối cùng. Thì liệu Bồ Đào Nha sau khi một loạt các cầu thủ trụ cột đã nghỉ ở trận thứ ba thì liệu có thể họ chơi thánh thoát hơn trước hay như là trận đấu những gì họ đã thể hiện ở trận Thổ Nhĩ Kỳ hay không, thì mọi người vẫn trông chờ. Thì chắc có lẽ là Huy cũng rất là hứng thú khi nói về CR7, một người chuyên săn lùng kỷ lục hả mày? Bồ Đào Nha mặc dù để trận cuối cùng thua trước Georgia rất là bất ngờ, nhưng mà với cái lợi thế là đã được cho đội hình chính nghỉ và cái sự khao khát ghi bàn của Ronaldo, và anh cũng đã được rút ra sớm ở cái trận đấu cuối gặp Georgia, thì Slovenia có vẻ vẫn là một đội bóng có thể là hơi yếu so với Bồ Đào Nha ở cái vòng đấu này. Và cũng giống như đội Đức, khi mà ở lượt trận cuối cũng cho nhiều trụ cột nghỉ, gặp một cái kết quả không có thuận lợi trước Hungary, thì vào cái vòng này các cầu thủ và đội hình chính lại trở lại sung sức hơn và có thể sẽ cũng một chiến thắng thuyết phục trước Slovenia. Đối với Danny thì không chỉ là Ronaldo mà còn cái người đội trưởng của Manchester United là Bruno, anh cũng có một mùa thi đấu khá là tốt hiện tại tính thời điểm này ở Euro, cho nên là hy vọng Bruno cũng và kể cả Ronaldo sẽ tiếp tục đi vào vòng tứ kết. Tại vì đội tuyển Bồ Đào Nha chắc chắn là sẽ cầm bóng nhiều hơn rồi, triển khai tấn công hai biên, Leao một biên trái và Bernardo Silva ở biên phải, nhưng mà cái vấn đề ở đây làm sao họ ghi bàn thôi, chứ còn dàn tứ vệ thì thi đấu quá hay rồi, cặp trung vệ thì đến giờ này là cặp trung vệ mà Mai Thế nghĩ rằng thi đấu rất là tuyệt vời, hiệu quả, bao bọc lẫn nhau, chỉ đạo làm sao mà đá áp sát đối phương, đá chắc chắn. Một trung vệ dày dặn kinh nghiệm, lớn tuổi nhưng mà thi đấu như là một thanh niên mới lớn, bê, bên cạnh đó là Ruben Dias, thì tới giờ này là cặp trung vệ này là quá hay rồi. Nhưng mà làm sao mà tạo những cái đường tấn công biên truyền vào cho Ronaldo, và trong một ngày chắc có lẽ mà thi thế nghĩ rằng Ronaldo vẫn kiếm được một bàn thắng. Lần đầu tiên có một giải đấu mà ngay ở vòng bảng anh chưa ghi bàn. Thì start rất là lạ của Ronaldo. Thì chắc có lẽ rằng một bàn thắng hay là một quả phạt đền để giải tỏa được tâm lý, thì đó là vấn đề của làm sao mà nếu mà Ronaldo thi đấu trong một ngày thoải mái nhất, anh đừng có cao cấu hay là đừng khóc. Hoặc là cũng phải Ronaldo cũng phải tránh thẻ vàng, bởi vì nếu mà anh đã có một thẻ vàng rồi, thẻ vàng rất là vô duyên, sẽ phải nghỉ trận tiếp theo. Nhưng mà chắc anh cũng phải biết, tại vì Ronaldo là một cầu thủ tính chuyên nghiệp rất cao, trong những lúc cần thiết thì anh luôn luôn tự biết mình phải làm gì để giải quyết được cái khâu mình nói là khâu ghi bàn, khâu dứt điểm, hay là những cái cách mà Ronaldo di chuyển kéo người rất hay để tạo khoảng trống cho Bernardo Silva ghi bàn. Thì liệu ngày mai đội tuyển Bồ Đào Nha có một trận thắng để đưa đội tuyển Bồ Đào Nha vào vòng trong hay không, thì đó vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng mà với tâm thế là một đội bóng cửa trên, một ông lớn, một trong những đội bóng mà đến với giải đấu Euro kỳ này sẽ nghĩ là có thể là chinh phục được chiếc cúp vô địch để chia tay Ronaldo trong giải cứu Euro kỳ này, thì mọi người cứ phải chờ xem liệu một Bồ Đào Nha có tỏ sáng hay không, thì quý vị cũng vẫn chờ. Thì chắc có lẽ Mai Thị Thế cũng cùng với Danny Huy, Eric Hiệp chúc quý vị có một đêm ngủ thật ngon. Ngày mai chuẩn bị sức khỏe tinh thần để có xem hai trận đấu mà mọi người rất là trông chờ. Thì luôn chúc quý vị có sức khỏe, vui vẻ trong cuộc sống của mình. Và xin kính chào và hẹn gặp lại.
Quên anh Thế, mình chúc các bạn mình một ngày lễ July 4th. Yeah, sắp sửa. Vui, anh nhậu nhưng mà don't drink and drive. Yeah. Okay, thì so, trước khi khép lại chương trình thì cũng không quên cảm ơn hai nhà tài trợ chính, đó là anh Nam, chủ nhân của Number One Auto Compressor, đã tài trợ cho chương trình, cũng như là nhà hàng Favori 2 trên đường Gandro đã tài trợ cho chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn. Dạ, một lần nữa xin được gửi lời chào đến quý khán giả và xin cảm ơn quý khán giả đã dành một chút xíu thời gian của mình ở trong ngày để theo dõi chương trình Let's Kick It, bình luận về Euro 2024 cùng với các anh em trong ekip của chương trình. Và ngày hôm nay kết thúc thì cũng đã xác định được hai cặp đấu đầu tiên ở lượt trận tứ kết. Thứ nhất là vào ngày thứ sáu, sáng thứ sáu này, tuần này 9 giờ sáng sẽ là Đức và Tây Ban Nha. Sáng thứ sáu tuần sau. Tuần này. Tuần sau, hôm nay là Chủ nhật, dạ, là tuần tới. Ừ. Là thứ sáu 9 giờ sáng Đức với Tây Ban Nha đã xác định được một cặp tứ kết. Và sáng thứ bảy cũng 9 giờ sáng sẽ là Anh và Thụy Sĩ. Càng về sau thì các tên tuổi các đội bóng cũng càng có vẻ là nó đúng cái sự sắp đặt của về chênh lệch về thứ hạng hơn. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chúc quý vị nhiều sức khỏe và xin chào tạm biệt.